xin chào cả nhà, giới thiệu với cả nhà mình cái bộ kẹp mũi tarot dạng tháo lớp nhân từ M10 cho đến M33. Thì chúng ta nếu mà chúng ta có sử dụng những cái máy tarot mà công suất lớn á, chúng ta tarot từ M10 đến M33 thì chúng ta sử dụng cái bộ kẹp này luôn. Thì cái bộ kẹp này nó gồm có một cái cán và những cái con led đi theo để chúng ta kẹp mũi tarot luôn. Thì cái cán nó là con số 3 nhé. Cái bộ này là 133MTA3. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cái bộ này nhé. Thì cái bộ này đầu tiên đó là nó gồm có một cái cán này. Cái cán này, cán này là côn số 3. Và cái phần ở dưới này là dàn tháo lớp nhanh. Thì chúng ta gắn vào trong cái máy TB6532 này luôn nhé. Rồi, cái cán này côn số 3 và cái máy này cũng côn số 3. Cho nên khi mà gắn thì chúng ta cứ gắn vào thôi. Và chúng ta gắn vào là nó sẽ dính. Rồi, còn để kẹp những cái mũi tarot như thế này nè. Kẹp những cái mũi tarot như thế này thì chúng ta lấy cái collet đúng với lại cái mũi tarot mình cần và chúng ta kẹp. Ví dụ như đây là mũi tarot M24 nè. Thì chúng ta lấy cái collet M24 ra. Chúng ta gắn cái này cũng là tháo lớp nhanh thôi nha. Chúng ta gắn vào. Đó, là nó tự dính và sau đó thì mình cho vào trong cái cán này. Rồi chúng ta sập xuống là nó sẽ dính nha. Đó, như vậy là cái việc gắn mũi tarot thì nó cũng rất là nhanh. Gắn cái mũi M16 thì chúng ta lấy collet M16 ra nha. Đây có lẽ là M16 này, chúng ta cắm vào. Đó, tháo lớp nhanh, lợi thế của nó là chúng ta cắm vào là nó tự dính nhé. Rồi, mình sẽ tháo cái mũi này ra. Rồi, chúng ta tháo ra, chúng ta làm bằng tay thôi nhé. Rồi, chúng ta cắm vào. Đó, như vậy là nó tự dính rồi đó. Thì cái phần tháo lớp nhanh đối với cái đầu cặp M133MTA3 này thì rất là lợi thế là chúng ta khi mà chúng ta thay mũi chúng ta thay bằng tay thôi, không cần phải dùng tool, khóa hay kìm gì hết nhé. Đó, chúng ta muốn tháo ra thì chúng ta dỡ lên, chúng ta tháo ra là xong. Rất là đơn giản. Rồi, chúng ta cần cái bộ kẹp mũi tarot từ M10 cho đến M33 thì chúng ta cứ liên hệ với lại cơ khí 24 giờ nhé. Phần kẹp mũi tarot vào trong máy là rất nhanh và sử dụng thì rất là tiện lợi luôn.